Tâm sự người tu. Kính thưa chị em đồng đạo. Tôi là cư sĩ tại gia cũng như các chị em, lúc đầu thì không có ăn chay, người ta gọi là đạo dụng, đụng chay ăn chay, đụng mặn ăn mặn, vì các con tôi nói lớn tuổi cần phải bồi dưỡng sợ bệnh. Mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn định thiền để tìm ra chân lý cái gì mà có mà không không mà có không mà có nghĩa là tôi tu không xuất ra không cạo tóc không mặc đồ tu cái đó là có ở trong tâm ta nghe được lúc định thiền ta thu được điển thiên và hỏi lại được nhưng sự thật là không thấy ai hết khi tôi đang ngủ hay đang định thiền mà nghe kêu ngay tên tôi mau thức dậy lấy bút ra ta dậy khi tôi nghe kêu rồi thì rất tỉnh táo liền ngồi dậy lấy tập viết ra thì nghe thơ dồn dập rất là hay có khi viết 5 trang hoặc 10 trang, có khi cả đêm, có khi mấy đêm liền mà vẫn thấy trong người rất khỏe, không buồn ngủ, khi nghe nói dứt bài thì không có câu nào để viết nữa. Hôm nay đối với tôi dòng chữ này không phải là ngẫu nhiên, mà là tôi được hữu duyên với phần vô vi cho tôi được phiên âm để lưu truyền cho người chưa hiểu biết tu như thế nào. Để được về đâu, cũng như tôi có nghe Đức Thầy Đạo Hòa Hảo dạy, biết rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Thuyền từ thầy đưa đến non bồng, thì tôi cũng nghe lời thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm suy nghĩ chẳng biết thầy là ai và ở đâu. Theo tôi nghĩ chẳng phải riêng tôi mà tất cả chị em cũng vậy, vì mình chẳng thấy được sự chứng đắc như thế nào phải không chị em? Các chị em đồng đạo của chúng ta đang sống trong cảnh khổ của Trần gian, cũng quá chán nản của Trần gian. Vì chồng, vì con, vì nghèo khổ chúng ta cũng muốn giải thoát không muốn luân hồi trở lại cõi trần này nữa vì nó không đem lại cái gì tồn tại cho chúng ta và cuộc sống rất mỏng manh khổ sở cả đời mà khi chết không đem theo được cái gì hết chính bản thân tôi cũng nghĩ thế nên tôi tìm một sự thật của phật dạy tu bằng cách nào và sẽ được về đâu lời cầu nguyện nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô quán thế âm bồ tát Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cứu khổ cứu nạn ba giới bốn loài được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Điển Văn Thi Phú. Quán Thế Âm Bồ Tát. Cơm nước lửa ôi thôi thảm thiết. Vận chuyển hành vũ trụ thế gian. Làm cho dương thế phải mang. Trần gian chịu cảnh tiêu tàn ngã nghiêng. Nào lũ lụt thiên tài mọc ách. Nơi sóng thần biết trách ai gây các nước đó đó đây đây, nơi nào cũng có vùi thây bất ngờ. Chữ tu cứ bỏ lẳng lơ, chữ tài danh vọng giữ hờ một bên. Giàu chi cuộc sống chẳng bền, lo giàu không hưởng chỉ ngoài tầm tay. 50 tuổi vẫn còn sai, quên đi cái chết nay mai cận kề. dáng tu để kiếm đường về, nghe lời Phật dạy được về cõi thiên. Ai người hiếu phước hiếu duyên, gặp được quyền này kiếp trước thần tiên đến giờ đúng khác ta truyền. 21 thế kỷ mở liền long hoa, người thi ở cõi ta bà, con rồng cháu phụng tuyển qua hội này, bản truyền cho khắp Đông Tây, đề tài ghi rõ tự mình chọn thi, trần gian người Phật kẻ tiên, thánh thần cũng có người thiên xuống trần, Phật thánh truyền bá ân cần, đề thi ghi rõ cõi gần cõi xa, phép thần đạt được ít nhiều, hồng trần chứng đắc thấp cao rõ ràng, bản này khuyên hết thế gian. Khuyên mau tu học kịp kỳ long hoa. Tâm sự của người cư sĩ tại gia. Kính thưa các chị em đồng đạo thân mến. Từ xưa tới bây giờ trong các kinh Phật dạy mình tu, có quyền dạy ta tu mau kẻo trẻ, mà chừng nào tới mà trễ, và tu để được giải thoát kiếp luân hồi này, và khi bỏ xác được về cõi Phật tiên, điều này chính tôi cũng thắc mắc là không biết tu làm sao, cách tu như thế nào và khi chết hồn mình sẽ về đâu và đâu là tây phương đâu là cực lạc đâu là niết bàn và ở đó có ai học phải làm gì sự thật là ta chẳng biết và cũng chẳng thấy bao giờ còn làm tội thì xuống địa ngục việc này tôi cũng hoang mang bởi vì người chết như cha mẹ anh chị em có thấy ai về nói gì và ở đâu thưa chị em tôi được nghe và tôi được xuống bài và hiện giờ tôi dùng chay tôi luôn cầu xin trời cha đất mẹ ban ơn cho tôi biết sự thật của cõi âm và cõi thiên. Cho con nghe và chính mắt con thấy, thì tôi nghe có tiếng trả lời, chưa tới thời cơ, hãy chờ đấy đúng giờ, đúng khắc ta ban. Nhưng tôi cũng được tọa nguyện một lần đi xuống và được một lần đi lên. Nhưng chưa cho nói ra những gì mà mắt thấy tai nghe và hôm nay tôi xin tái lập những lời Phật dạy vào của mẹ quán thế âm Bồ Tát. Qua cơn bão số 5 và những trận động đất ở các nơi mẹ rất đau lòng vì thương cho Lê Thứ ở các nước và các như cầu Cần Thơ bị sập, thật là vô cùng thảm thiết. Đây là điểm thống khổ kỳ ba, đại hội Long Hoa gần đến có nhiều tà ma quỷ quái đang hãm hại người hiền, nên mẹ ra bờ sông Nam Hải, mà mẹ ngồi mẹ khóc, nhờ mẹ đổ lệ Hải Nam, bởi vì mẹ quá xót thương con hiền, lòng lạnh thương mến con thơ mẹ ra ngồi khóc thương con hồng trần, đuổi con khỏi cảnh khổ thân. Thế tôn thuyết pháp có sai lý nào? Chín ngày con bị đọa đầy, mà con có hiểu cho lòng mẹ đau. Nay cho ngọc nữ xuống trần, điển thiên lịnh mẹ truyền ra phong thần, như lai thuyết pháp tối cao. Các con dáng học phong thần cho thông, phong thần vạn phước thiên ân. Các con coi thế dáng tù đặng về, về đây với mẹ cảnh tiên sông mê bể khổ ham chi lợi quyền cói trần vất vả làm ăn dáng lo thi dự mẹ tuyên bản vàng khuyên con giác ngộ phong thần trường chay để cứu muôn loài sanh linh mọi người dưới thế đồng tình thứ tha tất cả sanh linh muôn loài không tu cũng được về trời tâm lành là phật hiện đời này đây khổ thân bởi tội mình gây sát sanh thường mạng nghiệp gây luân hồi Kỳ này lần cuối lo thi, không phải khổ bị xa A à tỷ. Mẹ đây chẳng cứu được con, quỷ vương cướp mất mẹ giành được sao? Ai là tiền kiếp căn tiên? Đọc xong thân bản học thi ngay liền. Dự thi nên đến ngôi chùa, hoặc là tịnh xá thất tu cao đài. Nguyện là có mẹ quan âm, hay là bổn sứ thích ca ngự đài. Cầu xin tên họ tuổi con, con này phát nguyện từ giày xin thi các cõi nay mẹ đã ghi, tự con chọn lựa tự con hành thiền. Đây là mẹ dạy đứa phàm, còn trong bá tánh tăng ni hiểu rồi. Nếu chư vị tăng ni hiểu, thấu rõ phong thần, nên rõ phước duyên, đọc xong nêu rõ chúng sanh. Đây là vạn phước vạn kinh chẳng bằng, tăng ni thi đức ban ơn, thuyết ra bá tánh kinh này tỏ tưởng. Không dễ có đặng phong thần, thiên cờ tiết lộ dẫn đường chúng sanh nếu ai là kẻ thiện duyên, gặp đặng thần bản là duyên ngộ lành. Đó là báu quý Ngọc Châu, học xong thi đậu Tây Phương Niết Bản. Dù cho vạn quyển kinh thiên, khó đem sánh nổi quan âm phong thần. Tây Phương có đức di đà, ai mà cao đứa di đà đưa sang. Bao nhiêu pháp chú tối cao, Phật Bồ Tát Thuyết là vô phong thần, đại bi của mẹ diệu thâm cũng đành thâm nhập phong thần lực hơn như lai tổ đạt chưa ghi thần thông diệu pháp lẻ hai ba nghìn tổ đạt vừa dứt bút sang dâng lên chín sáu trăm bốn nghìn phong thần bí pháp diệu kỳ đọc qua hiểu thấu là người huệ quang nếu con có bạn lòng thành truyền ra bạn biết để cùng dự thi chớ đừng ích kỷ làm chi sanh ra tai ếch họa mang vào mình đó là phước đức thế gian còn hơn là tụng quan âm cứu đời ước sao con trẻ ngộ lòng niết bàn ở thế long hoa cận kể thánh thần tiên phật cùng về dự hội bản đảo hưởng diệu trường xanh quan âm truyền bút tử bi thuyết gia cơ điển phú thi ta bà trích điển văn thi phú quan thế âm bồ tát tâm sự quan thế âm bồ tát Người viết ra phong thần này là Đạt Ma Như Lai Tổ Sư Điển Thiên xuống bút ra đời phong thần bản, quan thế âm Bồ Tát, để cứu độ chúng sanh ba kỳ. Nhưng kỳ ba này mẹ buồn hơn kỳ trước, mẹ rất là buồn. Đức Đạt Ma Như Lai một hôm sang bờ biển phía nam, nơi quan thế âm ngự. Tình cờ ông thấy quan thế âm Bồ Tát ngồi khóc như mưa rơi. Đạt Ma liền hỏi quan thế âm Bồ Tát sao Đức bà buồn mà khóc vậy. Quan thế âm trả lời tôi khóc vì chúng sanh dại lắm, lỗi lầm nhiều phen. Ta là mẹ hiền không nở thấy đàn con dại mà không cứu. Ta xuống điển linh quang không biết bao nhiêu lần thế mà chúng sanh các con ta không giác ngộ được, thì ta vui sao được chứ? Đạt ma tới đây còn thấy thế tôn như lai thích ca mâu ni Phật. Phật thấy bà ngồi nên Phật có lời mời quan thế âm Bồ Tát về Tây Thiên Trúc dự hội bàn đảo để tìm cách cứu dân độ thế. Cõi Tây Thiên Trúc, cõi Tây Phương thích ca mâu ni cùng hội Phật cả Niết Bàn đồng lòng vì tâm từ bi thương xót chúng sanh của quan thế âm Bồ Tát nên Phật mở hội yến. Mời tất cả trưởng giáo của chín nước thiên đàng và năm cõi Niết Bàn về đây dự hội. Đến dự đại hội có các vị thần, thánh, tiên và Bồ Tát đầy đủ. Địa thần có ba vị là một Nữ sinh công thần 2. Thần tài 3. Thổ địa Đây là ba vị trưởng giáo cung địa thần. Nhơn thần, có ba vị là địa thần quyền nữ, ý nhi kim thần, lưu huỳnh thổ công thần, thiên thần có ba vị là bà Maria mẹ Chúa Giêsu, Khương Tử Nha, Bạch Y Thần, Địa Thánh có ba vị là Đại Thánh Nguyễn Bình Khiêm, Hồng Minh Nguyễn Minh, Thái Thiên Minh Vương, Nhơn Thánh có ba vị là Kim Cha mộc cha na cha thiên thánh có ba vị và một đức chúa đức chúa giê xu lý tịnh quan thánh đế quân triệu tử long địa tiên có năm vị là tây thi tiên nữ thiên nga tiên nữ kiều nguyệt tiên nữ cẩm lan ánh tuyết tiên nữ hồng đảo tiên nữ nhơn tiên có ba vị là ngũ công vương khâm tước thái thượng lão quân hộ pháp phạm công tắc. Tiên thiên, có ba vị là Chúa tiên huyền nữ, Hồng quân lão tử, Tam thanh đông hải tiền bối, Bồ Tát, gồm có Địa tạng vương, Mục kiền liên, Đạt ma Bồ Tát, Ngũ công vương, Đà la ni Bồ Tát, Phổ hiền Bồ Tát, Quan thế âm Bồ Tát. Cùng tất cả các vị Bồ Tát khác trong buổi dự tiệc vui vẻ Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Như Lai đã thuyết ra pháp Đại thừa tối cao Phong Thần bản này. Người viết ra bằng chữ Hán là Đạt Ma Như Lai, sư tổ nhưng lại có tên Phong Thần bản Quan Thế Âm Bồ Tát. Là vì bà quá thương tất cả chúng sanh bà ra ở bờ biển phía Nam, Nam Hải bà ngồi khóc khiến Thế Tôn cảm động vì lòng bà mẹ bao la mới thuyết ra bản Phong Thần này truyền bá ra cách tu và ăn chay bản này do Đạt Ma Sư Tổ phiên dịch và xuống bút. Đạt Ma là ai? Là vị ở chùa thường tôn thờ ngài mặc áo xanh đen vai quầy chiếc giày và bằng gậy kim tháp. Sau khi tổ Đạt Ma viết xong quyển phong thần tự nhiên hoa ở Niết Bàn giải các hoa báu tung bay cả cõi trời. Các đức Phật mười phương tỏ lòng hoan hỷ Đạt Ma chứng quả đấu chiến thắng Phật thứ hai. Vậy từ nay cõi Niết Bàn có hai vị mang danh đấu chiến thắng Phật là Tôn Ngộ Không. Người diệt được thiên ma ba tuần đắc được đấu chiến thắng Phật. Đạt ma sư tổ, người viết ra phong thần bản thời hạ ngươn này, đời mạc pháp có công lớn lao cho nhân loại chúng sanh, nên đắc quả đấu chiến thắng Phật thứ hai. Điều này này cho thấy phong thần bản là bổn địa thừa, nhất nguyên lý hư vô cực. Quyển sách này có ra nhiều nước, xuống nhiều nơi và nhiều thứ chữ để cho nhân sanh dễ học và dễ tu chỉ từ cách tu và cách ăn chay để thi và lựa chọn cung nào. Đây là đời mạt Pháp cũng là quyền đầu tiên được tha tội cho các linh căn xuống trần mau tu trở về với mẹ để kịp kỳ thi và dự hội Long Hoa. Các độc giả đọc đừng khinh quyền phong thần bản này. Nếu ai đọc qua mà truyền bá cho chúng sanh hoặc xếp chữ in lưu truyền rộng rãi ra chắc chắn người đó được đại phước mà còn hơn là tu ở chùa. Nếu đến tay mình đừng ích kỷ không cho người khác xem thì mình không được phước phong thần quan thế âm bồ tát chia ra làm ba phần như sau cừu phẩm thần tiên cõi thiên phẩm ngự cõi niết bản cừu phẩm thần tiên phẩm một chín nước thiên đàng là nước thiên đàng đầu tiên cung địa thần đây là cõi trời thứ nhất từ dưới lên cung địa thần có đa số là các vị địa thần cư ngụ gồm tất cả vị tu hành ở thế gian trong bá đạo tu đắc quả địa thần điều ngự cung này gồm có quan thần dân thần, động vật các vị thần nuôi nơi đây. Pháp địa thần có ba hạng phép là 28, 26 và 24 phép. Đây là trường thi cho người ở thế gian hiện tại. Từ lâu nay các con ta có tu mà chưa biết cách tu để đạt về cõi nào. Nay mẹ chỉ rõ ràng tu dễ nhất và gần nhất. Bằng cách các con phải ăn chay. Ăn chay là các con đã tỏ lòng sám hối từ nhiều đời nhiều kiếp. Các con có ăn chay, các con mới có lòng nhân tha thứ cho tất cả và đã xả bỏ những gì tội lỗi trong nhiều đời của các con đây cũng là lần cuối cùng mà mẹ tha tội cho các con bắt đầu từ ngày này các con hãy nghe lời mẹ chỉ còn lần cuối mà mẹ phải cứu hết các con các con nên hiểu là tất cả các con biết ăn chay cả nhóm ăn chay cả nước đều ăn chay tu hành biết tha thứ cho nhau biết yêu thương nhau biết đùm bọc nhau không có giết hại lẫn nhau và con người không còn tham lam dối trá thì kiếp sống từ người trở lên là bồ tát. Ngày hôm nay các con còn sống đây cho đến ngày thi thì mẹ tập cho các con làm bồ tát, làm Phật và trường thi đã có dành cho mỗi trình độ đạo đức và cách tu ăn chay. Trong mỗi trường đều có các vị chấm thi có tiên và từng có từ dưới lên rất rõ ràng. Kỳ ba này mẹ chỉ rất rõ để cho các con tự lựa chọn mà định cho số phận của mình, vì từ đây cha rất gần mẹ vẫn ở bên các con thánh thần luôn luôn hỗ trợ cho các con mà các con không học không ăn chay không định thiền không làm phước đức mà cứ theo con đường ác thì lần này các con đừng trách mẹ sao không cứu các con con ơi chỉ còn một lần ăn chay sửa tánh để còn dự thi bảng vàng tên tuổi đã ghi long hòa đại hội được ngồi tỏa sen phật trời cha mẹ đồng khen chấm công tặng bản một ngôi sẵn dành non tiên lộ bóng ngọc hành, hiện thân Bồ Tát độ dần chúng sanh. Đây là trường thi của phẩm địa thần. Có ba vị chấm thi và ba hạng phép 28 phép, 26 phép và 24 phép. Vị giáo chủ chấm thi ở cõi này là ba vị. Một nữ sinh công thần đạt 28 phép thần thông. Hai thần tải vị thứ hai đạt 26 phép thần thông. Ba thần thổ địa đạt 24 phép thần thông chúng sanh cói ta bà và thế gian hồng trần ai muốn thi trường này về phẩm địa thần. Đây là những người có duyên về viên nữ công thần cũng là lớp nhẹ nhất dễ học, dễ thi và cơ hội cho những chúng sanh ở hạng hạ thừa. Điều kiện dự thi Ăn chay một tháng ít nhất là 10 ngày, tâm hiền lành, làm phước, bố thí, ngày sau chết rồi mà tùy việc phước đức mà chứng đắc ba hạng phép thần thông như đã đạt được nhiều hơn tùy theo sức ăn chay của mình. Còn ăn sụt xuống thì chẳng được gì. Chẳng khác nào uổng công gieo lúa mà không thu gặt hạt nào, tức là không đạt pháp nào. Đó là chắc chắn rằng bị đọa xa A à tỷ địa ngục nếu tâm ở ác. Hoặc có vị nào trước giờ không biết ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 9 ngày thì nay cố gắng ăn đi đây là 10 ngày trong 1 tháng. Mùng 1, 8, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 14, 15, nếu tháng thiếu ăn thêm ngày 27 hoặc 10 ngày sau. Mùng 8, 18, 28, 29 là ngày vía chúa tiên huyền nữ. Mùng 9, 19, 29 là ngày vía quan thế âm Bồ Tát. 30, mùng 1, 14, 15 đây cùng là 10 ngày theo phong thần. Phẩm thứ hai, nước thiên đàng. Nhị cung nhơn thần, đây là cõi thứ hai từ dưới lên trên tầng trời. Cung trời nhơn thần có đa số các vị ngự tại đây là nhân thần và thú vật thần nuôi và dân thần quan thần tu đắc quả ở thế gian ngự tại cung này. Phẩm nhân thần có ba hạng phép là 34 phép, 30 phép và 32 phép. Người trưởng giáo cung này là nữ thần. Đại thần quyền tử đạt 34 phép. Ý nhị kim thần đạt 32 phép. Lưu huỳnh thổ công đạt 30 phép. Chúng sanh cõi ta và trốn hồng trần muốn đăng ký thi trường này có ba vị chấm thi như sau. Điều kiện dự thi. Ăn chay 1 tháng 12 ngày, 10 phong thần cộng 2, ngày 2 và 25 lớn hơn. Tâm hiền lành, làm phước bố thí, còn 11 ngày trong 1 tháng thì rơi vào địa thần. Cửa phẩm thứ 3, nước Thiên Đàn. Cung Thiên Thần đây là cung thứ 3 từ dưới lên của có trời cung thiên thần có đa số là thiên thần đều về ngự tại cung này, gồm quan thần, dân thần, súc vật thần nuôi. Phẩm thiên thần có ba hàng phép là 52 phép, 48 phép và 36 phép. Vị giáo chủ cõi này là thiên thần Maria Đức Mẹ của Chúa giê bên Thiên Chúa Giáo đạt 52 phép thần thông. Đức Mẹ Maria đạt 52 phép thần thông. Khương Tử Nha đạt 48 phép thần thông. Bạch y thần, đạt 36 phép thần thông. Chúng sanh cói ta và ai muốn thi trường để được cùng mẹ Maria nên đăng ký dự thi trường này. Điều kiện dự thi. Ăn chay 1 tháng 16 ngày. Tâm hiền lành, thương yêu chúng sanh. Còn nếu ăn chay 1 tháng 15 ngày thì không đủ điều kiện dự thi trường này và bị bỏ rơi vào trường nhơn thần. Nên cố gắng bởi vì khi đăng ký thì sẽ có các chư thần theo ghi chép và họ phò hộ cho mình để được chứng đắc

1, 14, 15, 23, 23, 12, 22, 7 là 15 ngày. Phẩm thứ tư, nước thiên đàng, cung địa thánh. Đây là cõi trời thứ tư từ dưới lên của tầng trời gồm các vị đắc quả tu đà hoàn. Gồm có quan thánh dân thánh, có các con vật thánh nuôi đều ngự nơi đây. Phẩm địa thánh. Có 3 hàng phép, 70 phép, 68 phép và 62 phép vị trưởng giáo cõi này là Nam Thánh. Nguyễn Bình Khiêm, đạt 70 phép thần thông. Hồng Minh Nguyệt Nhơn, đạt 68 phép thần thông. Thái Minh Thiên Vương, đạt 62 phép thần thông. Chúng sanh ở thế gian hồng trần, muốn đăng ký thi vào trường này dành cho những vị trong xã hội dễ đắc thành quả này. Điều kiện dự thi Ăn chay một tháng 18 ngày, tâm hiền lành, tánh dũng mãnh, trung thực, hào khí quân tử chánh nhân ai không có tánh này thì khó đậu hoặc rơi vào trường thiên thần dù ăn chay một tháng mười tám ngày nếu ăn chay một tháng mười bảy ngày có tâm cao thượng cũng được đắc thánh nhân hàng địa thánh không lọt vào phẩm thiên thần mười bảy ngày là mười ngày có thiên thần cộng thêm mười sáu sáu phẩm thứ năm cung nhơn thánh cung nhơn thánh có đa phần nhơn thánh đắc đạo ở thế gian đều ngự tại cung điện này khi tu đắc nhân thánh quả, gồm có quan thánh dân thánh và có các con vật thánh nuôi đều ngự ở đây. Đây là cõi trời thứ năm. Phẩm nhân thánh có ba hạng phép là 92 phép, 82 phép và 72 phép. Vị trưởng giáo cung nhân tánh là Mộc Cha đạt 92 phép thần thông, Kim Cha đạt 82 phép thần thông, Na Cha đạt 72 phép thần thông. Ba vị nhơn thánh này đều là ba người con trai của Lý Tịnh khi còn ở thế gian. Các chúng sanh nào ở cõi thế gian Hồng Trần muốn thi vào trường này thì có ba vị thánh trên đây hộ mạng về sau về cõi nhơn thánh. Điều kiện dự thi Ăn chay một tháng 22 ngày Có tánh dũng mãnh, cương trực, hào khí, có tâm hiền lành, trung dân, ái quốc, là người tránh nhân quân tử. 22 ngày trong một tháng là 17 là địa thánh cộng 5 ngày sau. 1, 5, 10, 17, 20. Cung điện thiên thánh chính là cung điện thiên chúa giáo gọi là nước thiên chúa, tôn thờ ngự tại cung này, trần gian gọi là đạo thiên chúa giáo. Cõi trời thứ 6, phẩm thiên thánh. Có 4 hạng phép, 3 hạng tiêu biểu, 1 hạng ngoại lệ là 3.600 phép, 220 phép, 172 phép, 120 phép, vị trưởng giáo cung thiên thánh này là Chúa Giêsu, đạt 3.600 phép thần thông. Số phép Chúa Giêsu là số phép ngoại lệ ít có trong hàng thánh. Lý Tịnh đạt 220 phép thần thông. Quan Thánh Đế Quân đạt 172 phép. Triệu Tử Long đạt 120 phép. Người cứu Âu Chúa bằng Giêsu Thánh Dũng Mãnh dám chịu thập tự giá đóng đinh để cứu độ chúng sanh là phải tôn thờ Chúa đạt bằng Bồ Tát hàng thứ ba lớn hơn Pháp Thiên Tiên, Thiên Hồng Quân Lão Tổ. Chúng sanh nào đăng ký thi trường này của Chúa thì dáng theo, Chúa gia hộ và cứu khổ cho được mọi điều tốt lành. Điều kiện dự thi Ăn chay một tháng 22 ngày, có lòng hy sinh, có tánh can trường, là bậc tránh nhân quân tử. Nếu ăn chay một tháng 23 ngày vẫn được đắc thánh, thiên thánh nhưng phải kèm theo một lời nguyện diệt cho hết bọn yêu quái, bọn quỹ vương tàn bạo, cũng như thời xưa có bọn quỷ vương là Tào Tháo trước kia là quỷ vương không ai diệt được cuối cùng có quan thánh đế quân đã diệt được Tào Tháo. 25 ngày là ngày địa thánh công thêm 3 ngày sau là 11, 13, 21. Nước thứ bảy cõi thiên đảng, cõi cung điện đại tiên. Đây là cảnh tiên đầu tiên của cõi trời, một cảnh đẹp mắt. Nếu người thế gian hồng trần mơ thấy cảnh tiên trong chiêm bao chắc chắn người đó là tiên bị đầy đọa trần do bị luật thiên đình. Lâu năm mẹ cho trở về cảnh cũ, ở thế gian thường nói bàn chuyện tiên cảnh tiên đẹp lắm, họ nói chơi hay nói thật đều là đúng cả, vì cảnh tiên là cảnh đẹp nhất trên trời, tất cả đều đẹp siêu phàm như người ở thế gian nói chẳng sai. Kỳ này mẹ kêu gọi các linh căn xuống trần mau mau thi vào phẩm này để được gặp mẹ và tỷ muội của mình ngày xưa đang chờ đợi. Phẩm địa Tiên có ba hàng phép, 482 phép, 320 phép, 282 phép. Cung Điện Tiên trên có năm vị tiên nữ làm trưởng giáo, cũng một ấn hai thông. Đây là năm vị tiên ngự ngũ hành còn gọi là năm vô ngũ hành vân là hợp thân với nhau, khi còn ở thế gian, thời La Mã cổ đại ở nước Trung Hoa. Khi ở thế gian, năm vị này kết bạn và cùng có một lời thề, nguyện tu thành tiên nữ và đã gặp thầy chỉ dạy luyện đạo là nữ bà Minh Vương Khẩm Tước, sau tu đắc quả cùng một loại phép là 482 phép, chính là năm vị sau đây. Ngũ hành năm cô tiên, Tây Thì Tiên Nữ, Kim Hồng Nhi Nữ, Cẩm Lan Ánh Tuyết Tiên Nữ, Thiên Nga Tiên Nữ, Minh Kiều Tiên Nữ. Đây là năm vị đều đạt 482 phép thần thông, các chúng sanh và các linh căn đang ở thế gian, còn lần thi cuối cùng này hãy mau mau đăng ký dự thi vào phẩm 7 này sẽ đạt được 482 phép thần thông và sẽ được năm cô tiên này hỗ trợ đến cùng. Điều kiện dự thi Ăn chay một tháng 27 ngày, kèm theo tam thiền, nhập định, mỗi ngày thiền 45 phút đến 1 giờ đồng hồ, định hoặc tịnh 7 ngày, lúc cuối đời người có lòng hiền, lòng nhơn hậu. 27 ngày trong tháng là 25 ngày thiên thánh cộng hai ngày tiếp sau, ba, hai. Nước thứ tám, thiên đàng. Cung điện nhơn thiên. Đây là cảnh tiên thứ hai ở cõi trời. Tầng này không khí nhẹ có nhiều cảnh đẹp y như cảnh địa tiên. Nhưng tầng này không khí nhẹ hơn cõi địa tiên. Các vị ở thế gian tu hành đắc quả nhơn tiên đều ngự tại cung điện này. Gồm có quan tiên dân tiên, các con vật tiên nuôi. Nhơn tiên có ba hạng phép, 888 phép, 772 phép, 682 phép. Trưởng giáo cung điện này là Kim Tiên khí hóa còn gọi là Thái Thượng Lão Quân là Lão Tử. Thái Thượng Lão Quân đạt 858 phép thần nông. Ngũ Công Vương Khẩm Tước đạt 772 phép thần nông. Thái Ất Thần Tôn đạt 688 phép thần nông. Chúng sanh nào muốn đăng ký dự thi vào trường Nhân Tiên Thượng Thừa này có ba vị tiên mạng. Điều kiện dự thi ăn chay một tháng 29 ngày ở đời tâm hiền kèm theo tâm thiền nhập định. Tham thiền mỗi ngày từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ, diệt tịch 12, 15, 17 là 3 ngày đạt 3 hàng pháp tiên. 29 ngày là 27 ngày địa tiên công 2 ngày là 25, 27 hoặc là 1 tháng bỏ 3 ngày. Nước thiên đảng thứ 9 Cung địa tiên thiên còn gọi là cửu thiên huyền hóa. Đây là cấp bậc cao nhất của chính tầng trời chín cung điện để qua cõi niết bàn đầu tiên phải qua cung cửu thiên huyền hóa này đây là tầng thượng tiên những vị đại tiên sắp thành bồ tát ngự ở cung điện này là những vị ở thế gian tu đắc hàng thượng thừa có duyên theo phật đạo phật cung điện tiên thiên các bậc trưởng giáo thánh tiên khi có các cuộc họp tại đây người trưởng giáo cõi này là chúa tiên huyền nữ thế gian thường gọi là cửu thiên huyền nữ đạt hai nghìn bảy trăm bảy mươi hai phép thần thông Hồng quân lão tổ, đạt 2.772 phép thần thông. Tiền bối Tam Thánh Đông Hải, đạt 1.882 phép thần thông. Địa tiên kim quan, đạt 992 phép thần thông. Điều kiện dự thi. Ăn chay trường, định thiên mỗi ngày từ 7 giờ đến 9 giờ đồng hồ. Thiền tịnh mỗi ngày 7 giờ, nhập định 20, 22, 27 ngày sẽ được đạt 3 hàng phép trên đây định 20 ngày đạt 992 phép sẽ được đạt 3 hàng phép, định 22 ngày sẽ đạt 1882 phép, 27 ngày sẽ đạt 2772 phép. Niết bàn. Niết bàn có 5 cảnh giới cực lạc. Đây là năm cảnh giới có năm trường thi hàng Bồ Tát, dành cho những bậc tiền bối, những vị đại giáo ngộ, đại căn cơ, đại trí huệ, đại trí tuệ lập nguyện lớn và có lòng tử bi vô lượng kiếp. Ai trong chúng sanh cảm thấy cửu thiên huyền hóa còn thấp so với ước nguyện mình thành Bồ Tát nên đăng ký trường thi này. Đây là cơ hội cho số ít người trong thiên hạ. Đây là thượng thượng đại thừa muốn thi phải nghỉ xem mình đủ sức không. Đã đừng tưởng thấy Bồ Tát là dễ dàng. Coi chừng trèo cao té nặng bởi trèo cao. Trường Bồ Tát Trường thứ nhất Đây là cảnh nhất thiết niết bàn, cõi hư vô kim sắc. Đây là trường Bồ Tát đầu tiên từ dưới lên ai muốn thi vào trường này phải là những sĩ trẻ vượt qua cửu thiên huyền hòa, vượt qua chín cung trời thì mới mong lọt vào cõi này. Hàng Bồ Tát cõi hư vô kim sắc có ba hàng phép 3.302 phép, 3.050 phép, 3.072 phép. Người giáo chủ cõi này là ông Mục Kiên Liên, đạt 3.072 phép thần nông, địa tạng vương Bồ Tát. Đạt 3050 phép thần nông. Đạt Ma Sư Tổ Bồ Đề. Đạt 3002 phép thần nông. Khi Đạt Ma chưa viết xong phong thần mới có 3002 phép thần thông. Khi viết xong đạt 4699 phép và vị tiền bối nào ở thế gian hồng trần muốn thi vào trường này đăng ký dự thi với điều kiện. Điều kiện dự thi. Phải ăn chay trường. Lập nguyện độ chúng sanh. Lòng tử bi vô lượng. Chí Huệ Hàng Thượng Tuệ Chí. Thiền hai ngày 12 giờ đến 14 giờ đồng hồ hàng phép trên đây. Trường 2. Bồ Tát. Cảnh nhị Niết Bản có cõi hồng bạch Nguyệt Cầm. Linh Sơn Hội Tràng Phật Bồ Tát. Đây là cảnh cõi nhạc hồng nhi Nguyệt Cầm Linh Sơn. Dương cầm khảy để cứu độ chúng sanh. Cõi này có bảy cây đàn lợi hại chỉ cần khảy nhẹ một cái có thể cả cõi Niết Bản cảnh giới hoặc cung thiên chín nước thiên đàng đều nghe nhạc đàn đây là loại đàn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Các vị Bồ Tát ở cõi này suốt ngày ngồi nghe nhạc, hưởng cảnh nhàn hạ, còn bảy vị Bồ Tát đại giác kim quang đàn để khẩy cứu độ chúng sanh cõi thế. Tiếng đàn có thể làm cho mọi người mê ở thế gian hồng trần tỉnh giấc và giác ngộ đường tu. Tiếng đàn làm cho chúng sanh không còn thù địch giết hại và cả chúng sanh tiếng đàn rất thanh tịnh và dịu nồng. Cõi này có ba hàng phép là 4.002 phép. 3099 phép và 3088 phép. Bảy vị trưởng giáo cói này là một Tổng trì Vương Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đạt 4002 phép. 2. Quá khứ vô lượng kiếp tỷ ba thi giá Na Phật đạt 4002 phép. 3. Quá khứ cứu thập, cứu ức cân giá Sa Phật Thế Tôn đạt 4002 phép. 4. Quá khứ vô lượng kiếp thiên quang vương tịnh tu thế tôn, đạt 4 phép. 5. Hiển kiếp thiên Phật tâm thế nhất chư Phật thế tôn, đạt 4 phép. 6. Quang đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đả, đà la ni thần diệu trương cú, đạt 4 phép. 7. Xiễn thiên, thai giáo quán thế âm, đạt 4 phép thần thông chúng sanh muốn dự thi trường này đạt cõi này nên đăng ký dự thi. Điều kiện dự thi Phải ăn chay trường Lập nguyện độ chúng sanh Lòng từ bi vô lượng độ xanh Mỗi ngày thiền từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ Định nhập 39, 40, 42 ngày để đạt ba hàng phép như trên đây Trường thi thứ ba Niết bàn Cảnh tam niết bàn Cõi cảnh kim quang đại giác Cõi này các vị Bồ Tát ngồi tòa sen dùng ánh hào quang màu vàng ngũ sắc quan sát xuống thế gian hồng trần để độ người cõi thế, độ tăng ni tu hành và người lương thiện. Khi gặp tai nạn hoặc quỷ vương ám hại, các vị này có trực giác siêu việt, siêu quang, siêu lý thuộc hàng nhị nguyện tu hành nhiều kiếp hiến thân thành Bồ Tát Phật. Cõi này có ba hàng phép là 4036 phép, 4072 phép, 4092 phép vị trưởng giáo cõi này là quan thế âm bồ tát đạt bốn nghìn chín mươi hai phép đại thế Chí đạt bốn nghìn chín mươi hai phép thần thông dược sư lưu ly quang vương phật đạt bốn nghìn chín mươi hai phép thần thông tỷ lô giá na phật đạt bốn nghìn chín mươi hai phép đây là bốn vị giáo chủ cõi này các bậc tiền bối ở thế gian hồng trần muốn đăng ký thi trường này rất khó đạt chỉ những vị tu hành qua nhiều kiếp Bồ Tát mới mong thi đậu trường này. Điều kiện dự thi, phải ăn chay trường, tu hạnh Bồ Tát, trí tâm đại từ đại bi có trí tuệ trí khiếu quang giác ngộ đạt cõi, tịnh thiền tối thượng thừa, diệt tịch 45, 44, 46 ngày, hàng thượng huệ trí để đạt ba hàng phép trên đây. Trường thứ tư, cảnh niết bản cõi huệ quang, Cõi này các vị Bồ Tát dùng huệ quang để cứu độ chúng sanh. Các vị này tuy ở Niết Bàn rất xa với chúng sanh cõi thế gian hồng trần. Nhưng khi dùng huệ nhãn quang cảm thấy chúng sanh như trước mắt hiện tiền rất gần. Để cứu độ chúng sanh các vị này ngày ngày dùng huệ nhãn quang để cứu độ. Cõi này có hàng phép là 4.476 phép, 4.399 phép, 4.282 phép. Đại diện có ba vị giáo chủ, A à, Di Đà Phật có 4476 phép thần thông. Di Lặc Vương Bồ Tát có 4399 phép. Vô Lượng Tam Muội Phật có 4299 phép. Vị tiên Bồ Tát nào muốn thi vào trường này rất khó đậu. Điều kiện dự thi: ăn chay trường, tu hạnh từ nhỏ, có trí huệ sáng suốt THU vô nhỏ, có tâm đại bi hiền lương, tịnh thiền hàng tối thượng thừa tối cao nhập định 46, 47, 48 ngày đạt ba hàng phép thần thông như trên trường thi thứ năm cảnh ngũ sắc vân niết Bàn có nhất thiết kim thiền như lai nhất huyền vi diệu pháp đây là cảnh trời niết bàn là cõi cao nhất còn gọi là tây thiên trúc nơi thế tôn như lai ngự giá giáo chủ tây phương đây là cảnh mà các vị chư thiên chư thần chư tiên từng ước ao một lần đến cõi này vì đa phần họ chỉ ngự hưởng nhàn cảnh tiên. Ở cõi trời chưa tùng nghe thấy cõi niết bàn bao giờ, vì có ước không đến được vì khó đến. Cõi này các vị tu luyện về thiên định để đạt nhất thiết như lai chánh pháp nhất tiền vi diệu pháp tối cao thượng thừa ngự tại đây cõi Tây Thiên Trúc này. Bồ Tát hàng ngày có phẩm cao nhất trong bốn cõi niết bàn kể trên đây. Số phép hàng này chia làm ba hạng 4.800 phép. 4.772 phép và 4.699 phép. Giáo chủ cõi Tây Thiên Trúc có ba vị. Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đạt 4.800 phép. Thiên Đăng Cổ Phật đạt 4.800 phép. Đấu Chiến Thắng Phật đạt 4.772 phép. Chính là tôn ngộ không người đã diệt thiên ma ba tuần cứu nguy tâm giới lập đại công. Đạt ma như lai đạt 4699 phép khi viết xong phong thần quan thế âm như lai, lập đại công thời thượng ngươn giúp chúng sanh nên giác ngộ để về cõi cực lạc như phong thần viết. Dịch văn thi phú quan âm, Bồ Tát tái bản xuống bút đời hạ ngươn, để dạy chúng sanh trần thế và các cõi, các bậc tu cho được mau chứng đắc kỳ ba này mẹ quan thế âm dạy rất rõ dễ tu, chỉ cần ăn chay đó là sám hối từ nhiều đời nhiều kiếp chỉ còn một kiếp ngắn ngủi này nên truyền bá ra cho chúng sanh được biết mà đăng ký vào thi cho kịp. Kể từ khi chúng sanh nhận được bản phong thần tái bản đời hạ ngươn này tu học sẽ có các vị thần theo hỗ trợ ngày đêm để dẫn về nơi cung nào mình chọn. Thơ, Bạch Trinh Nữ lấy nghĩa nhân. Muốn về cõi Phật lập thân cõi này. Ngày xưa tu học không thầy. Giờ này có mẹ có thầy dạy khuyên. Dạy tu có cả thiên duyên. Cách tu có lớp có trường để thi mau mau tên tuổi cứ ghi. Có thần có thánh hội trì sớm chưa? Tìm đường trở lại Phật chừa sẵn ngôi. Mẹ quan thế âm ngồi khóc ở bờ biển Nam Hải. Qua rồi những trận bão rông. Quan âm ngồi khóc bởi thương con trần. Khổ đau dông tố mấy lần. Nơi thế sụp đất người thì cuốn trôi. Nhìn xem khổ cảnh không nguôi. Thấy người vùi lấp kéo lôi mất hồn. Thế gian đâu có trường tồn cảnh chân là trốn tội đầy trả vay. Một lần có một không hai. Mẹ nay khuyên bảo các con nghe lời. Màn ba đã cuối hết rồi. Hạ Ngươn này đã lập đời thánh tiên. Dáng nghe lời mẹ dạy khuyên. Ghi tên chọn bản học đi kịp kỳ. Ăn chay khỏi lạy khỏi quỳ. Định thiền để được điền thì ngự thân. Có thần có mẹ ân cần. Mở cho sáng suốt rửa thân hội này. Phong thần xuống bút kỳ ba nhờ mẹ quan thế âm khóc ở biển nam hải vì lòng thương yêu đàn con thơ dại ở thế gian mê vật chất mới ra được phong thần quan âm đức mẹ nhiều lúc đỡ chúng sanh độ chúng sanh khỏi trốn sai lầm hồng trận thế tôn thuyết pháp không sai lý nào chín ngày con còn bị đọa xa ý nói còn bị đọa xa a à tì mà các con thơ không hiểu cho lòng mẹ chính vì thế nên mẹ quan thế âm cho xuống bút kỳ ba này nhằm hầu mẹ truyền ra phong thần vì thế tôn thuyết pháp tối cao mẹ sợ đàn con thơ trí tuệ ít không hiểu được thông suốt phong thần mà uổng công lại bị đọa không giác ngộ được mẹ khuyên các con ở thế trần dáng lo dự thi để ngày sau mẹ truyền bảng vàng ý nói mẹ sẽ truyền đến các con vào phẩm thần tiên vì ở chốn hồng trần khổ hay mẹ sợ các con than sầu lạy khổ đau thương đọa đẩy nên khuyên đàn con dáng tu học để sau về cảnh tiên ngự hưởng an nhàn trời ban còn như không dáng lo tu thi dự ngày sau khổ ải đọa xuống a tỳ chừng đó mẹ quan thế âm không thể nào cứu được khi quỷ vương đã bắt tội và đưa con vào đi ngục a tỳ thì mẹ đành chịu thua vậy không thể nào cứu các con được ai là con của thần tiên đọc xong thần bản này dáng để dự thi ngay liền nếu không thì không còn kịp thời thượng ngươn long hoa hội mẹ khuyên muốn đặng dự thi phong thần này ai muốn thi trường nào nên đến chùa hoặc tịnh xá tịnh thất tu cao đài đặng lập nguyện là nói đó có mẹ quan âm bồ tát hay là phật thích ca mâu ni thế tôn hay ở nhà mình cũng được thành lòng thì mẹ sẽ chứng ngay để cho các con được dự thi đây là mẹ muốn nói đứa phàm phu còn tăng ni nào hiểu thấu phong thần thì làm phước thuyết lại cho chúng sanh nghe hoặc khi chúng sanh đến chùa am xin thuyết ra làm phước vì đây là phước của thế gian hồng trần mẹ nói dù cho vạn quyển kinh thiên chẳng sánh bằng mẹ khuyên Tăng Ni làm phước cho chúng sanh ngày nay chưa hiểu. Mẹ cho rằng không dễ gì mà đặng phong thần thiên cơ tiết lộ để dẫn đường cho chúng sanh đi về cõi trời, cõi Phật. Mẹ nói ai mà là người có duyên trước đọc xong ngộ liền, giác ngộ mà tu hành, tuy rằng không phải Ngọc Châu, chớ đem so sánh Ngọc Châu chẳng bằng. Mẹ bảo kính địa tạng di đà là đại phước đức chớ đem so sánh thi phước bằng số 2 với phong thần là số 10 bao nhiêu pháp chú của Phật Bồ Tát đều không qua được phong thần này. Ngay cả đại bi thần lực diệu pháp của mẹ cũng đành thâu vào phong thần vì lực diệu pháp phong thần mạnh hơn. Khi mà Đạt Ma chưa ghi, Đạt 3002 phép, khi viết vừa xong Đạt 4699 phép, đây là diệu kỳ thần thông đức mẹ. Khuyên chúng sanh các con ở thế gian đọc xong hãy truyền cho mọi người đọc với cùng thi dự để sau này thành thần tiên Bồ Tát mà dự hội bàn đảo hưởng rượu trường xanh. Nếu người có lòng ít kỷ coi xem biết một mình thì coi chừng đứa đó bị họa mang vào mình, vì đây là bí pháp để cứu dân độ thế gian kỳ ba này. Đây không phải là đọc trời vui hay biết Phật tiên Bồ Tát bao nhiêu phép mà đọc để chọn cho mình cách tự giải thoát, vì kỳ này là cận kề, long hoa hội mà chúng sanh chưa giác ngộ được. Nếu ai có tâm đạo tốn chút ít tiền mà xếp chữ in ấn tống quyền này thì người đó là đại phước nơi hồng trần này về sau con cháu ăn mặc đẹp đẽ dễ thương. Ông bà siêu rồi nơi phong đô thất tổ cửu huyền hoan hỷ. Nếu chúng sanh nào chép ra cho truyền thật nhiều phong thân này thì cũng hưởng được đại phước gấp mấy lần người đang tu ở chùa. Vậy chúng sanh nào chép được 10 quyển này đầu tiên hoặc in ra được 10 quyển chắc chắn ngày sau đắc quả thánh nhân chẳng sai chút nào. Nếu ngày sau không đắc quả thánh nhân thì thích ca mâu ni ngự đài cao không thành tránh giác vì đây là đại thừa trơn giáo tối thượng thừa ngài thuyết ra thì sao không mầu nhiệm được. Trước khi ra bản phong thần bản này, chính Đức Phật bà quan thế âm Bồ Tát có lời thể như sau. Nếu chúng sanh các con thi dự phong thần bản này mà các con xa vào trong ba đường dự thì mẹ thể không thành tránh giác. Nếu các con chỉ đọc hoặc tụng kinh phong thần bản này mà không được vô lượng biện tài tam muội không được các bậc tiên thánh Bồ Tát Phật gia hộ mẹ thể không thành tránh giác. Nếu truyền bá trong thời hiện tại mạc pháp này cho các bá đạo tất cả sự cầu mong đều được kết quả, tai qua nạn khỏi vạn sự như ý. Nếu không được như ý thì đây không đáng gọi là bổn phong thần quan âm Bồ Tát, ngoại trừ những kẻ bất thiện và thiếu lòng trí thành cung kính đến quyền phong thần này. Nếu chúng sanh nào mộ đạo sáng ngời đến ấn tống ra ngàn quyền phong thần truyền bá hoặc cho người lành xem qua coi như người đó về sau chắc chắn sẽ đắc quả tại Niết Bàn chẳng sai nếu không đắc chắc thế tôn đâu dám là giáo chủ Tây Phương thuyết ra phong thần tối cao đại đức như vậy. Nếu có chúng sanh nào ấn tống mười quyển đầu tiên truyền bá đạo cho chùa tịnh thất hoặc người am hiểu đạo chúng sanh đó suốt đời được quan thế âm đức mẹ độ mạng. Phong thần Phật thuyết chẳng sai. Làm người phải biết học ngay thì liền. Học mau để dự hội tiên. Nếu không kẻo chế như thuyền chẳng đưa. Học hành tạm đỡ muối đưa thanh tâm rửa sắc phật chừa sẵn ngôi phật trời kêu gọi con ôi màn ba sắp hết nổi trôi chớ gì tu mau trở lại trường thi bài này mẹ xuống bút ghi rõ ràng truyền cho bá tánh thế gian ai muốn hết khổ tây phương bước vào khỏi cơn sóng gió ba đảo thoát đi một kiếp luân hồi tái xanh về thiên dự yến phật dành bổ đào ban thưởng hiện hành chẳng sai bồng lai tiên cảnh tháng ngày. Hòa thơm tỏa ngát yến bảy múa ca. Các con này đã tầm ra. Phong thần nhất bản được ghi tên vào. Các con mẹ để hàng trên. Phong thần tái bản kỳ ba kiếp này. Kỳ ba chỉ một lần thi. Biết mà không học chớ thì trách ai. Phật tiên cứu độ hàng ngày. Phong thần tái bản. Phật thần dự thi. Ngày này ấn bút mẹ ghi. Mẹ cho các nước xuống bái các nơi nước nào tiếng đó kêu mời, trơn căn thức tỉnh học đời dự thi, từ Phật tiên thánh thần ghi, điển quang xuống bút cho nhiều linh căn, quy là ý có khác văn, nội quy cũng đúng trường thi bản đề, bao nước kết hợp tựu về, phong thần tái bản thu về một nơi, linh căn tu học biết rồi, mỗi nơi mỗi ý cũng lời mẹ cha, Phật tiên thần thánh xuống cõi ta bà trợ duyên giúp sức xuống bài khuyên tu. Một lần xuống bút khuyên đời, ngàn lần phải chịu người đời chê bai. Lần này có một không hai, chê bai mặc kệ ta đây chẳng buồn. Trần gian tham diễn nhiều tuồng, tuồng nào cũng có đến hồi kết thôi. Phật ma, ma Phật khắp trời. Theo Phật mới biết ai thời là ma. Con người, con Phật, con ma. Con ta con Phật mới ra phong thần lời đây ta nói xa gần trông xa mà biết rất gần ở tâm thương con mẹ độ âm thầm thương con mẹ kiếm mẹ tầm các con hữu tình tắc hoại chẳng còn vô vi mà có trường tồn bản lai bút thiên ta đã xuống bài mong trong bá tánh đừng dày bỏ qua truyền ra cho khắp gần xa để cùng tu học thi qua hội này về thiên gặp mẹ gặp thầy phong thần trạm bản hội này có tên Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Phật Nam Mô Phổ Đà Vương Nam Hải Chứng Minh Con xin hồi hướng xuống bút này đến với chúng sanh trong mười phương trong vũ trụ này và cùng ba dưới bốn loài thế nghe bản phong thần này trang nghiêm phước đức, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành chánh đẳng chánh giác Nam Mô A Di Đà Phật tôi cùng tất cả bạn đạo góp phần in ấn quyển sách này với lời cầu mong các bạn bỏ mặn dùng chay. Thanh tâm rửa giác tu hành và thi dự đạt điểm cao theo ý muốn của mình mau thành tránh đẳng tránh giác. Nam Mô A Di Đà Phật Ăn chay diệt tội lùi bệnh Mẹ hiền cứu khổ, quan âm Mượn tay trần thế linh lan ghi lời Mẹ này hạ bút cứu đời Dạy khuyên các trẻ y lời mẹ ban Ăn chay khỏi bệnh nghiệp tiêu Ăn chay mạnh khỏe oan khiên chẳng còn. Ăn chay làm phước mới còn. Ăn chay niệm Phật phước càng tăng cao. Ăn chay sửa tánh rồi trao. Ăn chay mới biết thấp cao đạo hiền. Ăn chay niệm Phật làm lành. Ăn chay mới trổ nhiều cảnh hoa tiên. Ăn chay kết được thiện duyên. Ăn chay mới thấy điển thiên tăng dần. Ăn chay mở trí hội thân. Ăn chay mở được sáu tầng ngục môn. Ăn chay giữ được xác hồn ăn chay tan nghiệp phước hồn về sau ăn chay cửa phật đặng vào ăn chay áo gấm máu bảo mẹ ban ăn chay cứu được tam tràng ăn chay cứu được bảy đời mẹ cha ăn chay niệm chữ di đà ăn chay con cháu cả nhà hiền lương ăn chay phật chứng mười phương ăn chay ở thật người thương kẻ chào, ăn chay phật thánh đón vào ăn chay cha mẹ rượu đào đợi ban ăn chay không có gian nan ăn chay con cháu giàu sang hơn người ăn chay chẳng sợ chê cười ăn chay để mở mười điều tử bi ăn chay kinh chú giáng trì ăn chay để thấy những gì khai thông ăn chay biết được non bồng ăn chay mới thấy cái lòng biết yêu ăn chay niệm phật sớm chiều ăn chay mới thấy được nhiều điển quang ăn chay không có chết oan ăn chay sống mãi còn tăng lộc tài ăn chay vạn kiếp gặp may ăn chay tiên phật đáp lai hộ trì ăn chay có dạ tử bi ăn chay thương hết những gì có thân ăn chay mới biết xa gần ăn chay mới biết mấy tầng thấp cao ăn chay khỏi đổ máu đào ăn chay mới được bước vào cửa thiên ăn chay khỏi bị xích xiềng ăn chay mới khỏi cái miền trầm luân ăn chay nghiệp chướng mới dừng ăn chay mới thoát kiếp mình trả vay ăn chay chấm dứt từ nay đừng thèm vì sao mẹ bảo ăn chay vì sao mẹ bảo ăn chay trong thời kỳ mặt pháp này các nước hiện đại con người rất văn minh tiến hóa đến xã hội thiên nhân tài trí người có thể đi trên mặt nước và đi lên cung trăng đi ngoài vũ trụ con người kiếp này là thần tiên thánh tiên và thiên tiên từ chỗ siêu phàm tài trí tiến hóa chế biến được tất cả những thứ mà thế gian đang cần để đổi lại những gì là tiền vì tiền mà đánh mất lương tâm, vì tiền mà họ không ngần ngại chế biến ra những thứ có chất độc hại đến thân mạng con người, là do những người không tìm hiểu về hóa chất có hại lâu dài cho con người, ở hiện tại thời kỳ này đây, ta chỉ cho một số nhỏ mà trần gian mắc phải. Đây ta nói về động vật heo, gà, vịt, bò và cá. Bò, châu tuổi thọ của chúng từ 7 đến 10 năm. Heo tuổi thọ của nó chỉ có 3 năm. Gà, vì tuổi thọ của nó chỉ 24 tháng. Cá tuổi thọ của nó từ 4 tháng đến 1 năm. Ngày xưa tất cả những con vật này các con ở thế gian dùng nó không có hại đến bản thân. Vì người nuôi nó bằng lúa gạo tự nhiên của người chồng, nên người dùng bổ dưỡng, nhưng phải mắc tội đền mạng, là luân hồi trả quả, đền mạng. Còn hiện giờ những con vật nói trên đều có hại cho cơ thể và sức khỏe con người, mà còn gây tổn hại thêm như con heo hiện giờ người ta nuôi bằng thức ăn màu lớn, như gà, vịt, bỏ sữa trong thức ăn đó có chứa những thứ phỉ màu lớn, người chủ nuôi có lợi cho sự kinh doanh, mà quên đi người ăn có hại. Vì cái hại này không phải là nó phát sinh liền, mà từ 3 năm đến 5 năm hoặc 10 năm, 20 năm, những hóa chất nó ngấm ngầm từng tế bào của cơ thể và luồng qua làm mục các xương của con người. Cho nên người từ 20 năm trở lại đây ở thế gian phải mang nhiều bệnh, và nhiều biến chứng trong cơ thể sinh ra như bệnh tiểu đường, bệnh loãng xương, bệnh cao huyết áp, bệnh nhồi máu cơ tim, bệnh gan sỏi mật, bao tử, u sơ, u nan đại tràng, bệnh tim, suy thận, mở mắt, phong nhất, tê bại, viêm xoang, thần kinh, tai biến, bại sụi, nó có từ trong hạt lúa, trái cây rau cải. Người ta chế biến từng loại thuốc phì màu lớn, tất cả những loại này nó rất hại cho con người ở thế gian cho đến từ nước uống ở các sông rạch còn những loại giải khát toàn là bằng hóa chất thì con người ở thế gian này cũng là toàn bằng hóa chất tạo ra để nuôi thân bản thân bên ngoài trắng trẻo đẹp đẽ béo phì nhưng thân xác bên trong một người mang rất nhiều là bệnh không biết chết lúc nào mà họ không cho đó là quan trọng mà cứ luôn luôn tìm thức ăn ngon béo bổ cho thân để cho các con bệnh trong thân được tiếp thêm phần tăng trưởng, làm cho con người càng ngày càng tê liệt thêm, mà người đời không hay biết. Cũng vì cái ăn cái uống ngon miệng mà phải hại vào thân, thân bị đau nhất hành hạ kêu khóc diễn là cũng vì ta ăn ngon. Hôm nay mẹ khuyên ăn chay. Đời này mạt pháp hạ ngươn. Ăn chay rửa xác để còn dự thi. Muôn ngàn vạn kiếp béo phì gieo nhân thường mạng đến thì kiếp nay ăn chay sửa tánh thẳng ngay tạm dùng dưa muối mặc ai chê cười ăn chay khỏi bệnh tiểu đường ăn chay nhức khớp khỏi vươn theo mình ăn chay là cứu sanh linh ăn chay là hết nghiệp hình về sau ăn chay làm phước sửa lòng thâm tâm thanh tịnh thoát vòng oan khiêm ăn chay hết bệnh kinh niên tim gan ruột thận bệnh yên như thường dù cho bệnh nặng phải vơm ăn chay lọc huyết máu càng lưu thông. Người gầy ốm yếu lại mong, ăn chay đỏ thắm người càng đẹp da. Tiểu đường lên máu bệnh đa, ăn chay đổi máu khỏi da tốn tiền. U nang cùng với viêm xoang, ăn chay hết bệnh vậy thì mới tin. Ăn chay chữa bệnh tài tình, loãng xương tuột máu không còn trong thân. Máu lên xây sầm tay chân, đầu quay mặt choáng ướt đẫm mồ hôi. Ăn chay niệm Phật biết rồi không còn bệnh tật nhà nhồi ở thân. Ăn chay đổi máu muôn phần. Bệnh xuyễn sỏi mật cũng dần tiêu tan. Ăn chay trị được bệnh gan. Dù cho cổ trướng cũng liền biến mau. Ăn chay không có bệnh đau. Bởi vì không có vi trùng chúng sanh. Không có máu thịt hồi tanh. Không thêm độc tố ký sinh hại người. Ăn chay giải độc trong thân. Cái thanh tà giữ trực thịt tống ra. Xác thân như ngọc như ngà tâm khai huệ mở, Phật đã đâu xa. Ăn chay trơn điền hải hòa, gần trơn Bồ Tát, xa lìa quỷ ma. Ăn chay phước đức hà xa, ăn chay niệm Phật qua cơn hiểm nghèo. Ăn chay thần thánh hộ theo, độ đưa đến chúc đắc thành như lai. Phong thần có một không hai, hạ ngươn mặt Pháp ta nay xuống bài. Sử trao tu học mỗi ngày, để thi có sẵn, đính bài trở danh kỳ này mau dự cho nhanh để không còn kịp mất danh một đời uổng đi một kiếp có thân mất rồi biết đến mấy ngàn tái xanh tái xanh lẩn quẩn loanh quanh thú cầm ngoạ quỷ bị hành ngục môn mất đi một kiếp khó tồn hiện giờ còn xác tỉnh hồn để tu kỳ ba xả tội tha người kỳ ba mở hội chọn người hiền lương kỳ ba phật thánh mở đường để thi có sẵn chọn trường để thi phong thần tên tuổi đã ghi, y như điều kiện chắc thì đậu ngay. Lời Phật nói một hai, ai người ghi sớm ta cho đắc thành, để tên với tuổi năm xanh, số nhà quận huyện ấp thành ở đâu, ghi nhanh để nộp bảng đầu, phong thần nhất bảng ghi đầu tên danh, quyết tâm bảng dự thực hành, chọn trường cho đúng, phải hành cho y, trường có giáo chủ chấm thi, người trần mau đến chọn thi kịp về quan âm cứu khổ đã về, phong thần tái bản cứu người trần gian, lời thể chứng có thiên hoàng, tu như bảng dự đắc thành chẳng sai, nếu không chứng đắc như ngày, ta thể không xứng phong thần quan âm, thích ca Phật thuyết chẳng lầm, ai tu theo đúng phong thần đã ghi, nếu không đắc đạo một khi, ta không tránh giác thích ca kiếp này. Phong thần tái thế kỳ ba, thích ca thuyết pháp đạt ma ghi lời. Quan âm nước mắt nhỏ rơi. Phong thần hạ bút cứu đời hạ ngươn. 12 giờ dứt điển ngày 23 tháng 04 âm lịch 2009, Linh Lan ghi lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Phong Thần Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn Nguyễn Thị Linh Lan và Nguyễn Thị Linh Chi. Thành tâm cầu xin. Mời phương Phật mười phương pháp, mười tăng, cùng đại lực của phong thần quan thế âm cứu độ cho tất cả chúng sanh, gặp được bản phong thần tái thế kỳ ba này, đọc xong phát tâm tu đúng hành y, theo lời mẹ dạy ghi tên vào bảng tất cả được thi, và được mau thành tránh đẳng, tránh giác để được trở về gặp lại cha mẹ cõi thiên, và tôi cũng xin hồi hướng công đức này khắp cùng ba giới. Bốn loài chúng sanh phát tâm hướng về phong thần ghi tên ứng thí để được thành tránh đẳng chánh giác trong hiện tại, chúng con xin cầu chúc các bậc Phật tiên, thánh, thần cùng cửu huyền thất tổ bảy đời chín kiếp của chúng con cũng hướng về phong thần quan âm này cho được chứng đắc cao hơn như bồ đề đạt ma có công ghi lại phong thần tái bản kỳ ba kính chúc quý đồng đạo xem rồi đừng bỏ qua và lưu bố cho nhiều người để họ được dự thi kính chúc quý bạn sẽ đạt thành chánh đẳng chánh giác tôi hai bạn linh lan Linh Chi sẽ đem hết sức mình vì cha mẹ, vì đạo Pháp ngày nay, bằng sự chánh niệm và chánh đạo. 3 giờ, ngày 23 tháng 04 âm lịch 2009, luật định tam giáo tòa. Ấn chỉ xuống lệnh xử phạt trần đời để lập đời thánh đức trong kỳ ba theo luật định của tam giáo tòa, của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phân định lập đời đổi lại mặt hạ, trở lại thượng nguyên. Này đúng giờ, đúng lúc, đúng việc để đổi đời mặt hạ trở lại thượng nguyên. Trước khi đổi đời mặt hạ trở lại thượng nguyên thì xuống lệnh tam giáo, ngũ tỏa ấn chỉ sắc lệnh cho tất cả tôn giáo, các đảng phái hòa đồng hợp nhất để lập hội Long Hoa. Các giáo chủ, các triều đại xa xưa được xuống trần thế lập công bồi đức, nay tất cả phải hợp nhất, hòa đồng, không còn phân hóa, chia rẽ thấp cao, hơn thua. Nếu các cung, các cõi, các tôn giáo, các đảng phái, các linh căn nói chung không nhận lệnh của tam giáo tòa nếu giờ phút này mà còn chống lại lệnh tam giáo tòa không được hợp nhất y nguyên thống nhất để đi lên con đường thánh đức thì phải cúi đầu nhận tội trước tam giáo tòa theo sắc lệnh của cha ngọc hoàng thượng đế và ấn chỉ theo sắc lệnh ngày hôm nay để đổi đời cho nên trước khi xuống lệnh xử phạt trần thế thì phải kêu gọi tất cả các cung các cõi các tôn giáo các đảng phái các linh căn phải hòa đồng hợp nhất thì mới lập lại đời thượng nguyên để cho các con của cha của mẹ bước trên con đường đạo Pháp. Đó là bổn phận, nhiệm vụ của các vị lãnh đạo môn phái, tôn giáo, các cung, các cõi, các triều đại, các bộ lạc, các linh căn nói chung. Đó là nhiệm vụ làm việc cho cha cho mẹ, cho trăm họ vạn dân. Đó mới đúng là bổn phận. Nếu không y lệnh theo luật của tam giáo tòa ngày hôm nay thì năm canh thìn, 2010, sẽ kết thúc sự phạt trần đời khi đó tất cả phải lãnh án theo luật của tam giáo tòa phân định tùy theo các cung các cõi các môn phái các tôn giáo các đảng phái các linh căn mắc tội nặng nhẹ ít nhiều mà lãnh án các tôn giáo các đảng phái phải hợp nhất trở về một lúc để lo nhiệm vụ cho cha cho mẹ bể trên lo cho tam giáo tòa lo cho trăm họ vạn dân năm châu bốn biển có nghĩa là trách nhiệm của các tôn giáo đảng phái đều phải hòa đồng hợp nhất chung nhau lo nhiệm vụ cho tam giáo lo cho trăm họ vạn dân năm châu bốn biển để làm sứ mạng cho cha cho mẹ bể trên đã phân công theo luật định tất cả phải y nguyên hợp nhất trở về một nguồn cội một gốc đạo pháp của cha của mẹ đã sắp định các giáo hội các nhà sư các giám mục nói chung ban lãnh đạo của các tôn giáo và đảng phái có trách nhiệm lo cho tổ chức mình để hòa đồng hợp nhất các tôn giáo các đảng phái về một gốc cội đó là theo sắc lệnh của Tam Giáo Tòa đã án chỉ bổn phận trách nhiệm của các vị phải lo mọi mặt trong miền đạo pháp của mình, lo trau tâm sửa tính, trau dồi tâm chất để trở lại đời thượng nguyên, tức là đời thượng cổ, để trở về nguồn gốc của cha của mẹ. Trước kia cha mẹ đã cho xuống trần thế các con Trần năm châu bốn biển. Theo luật định lập đời thánh đức của cha là luật định của Tam Giáo Tòa, theo chiếu chỉ sắc lệnh lập đời thánh đức từ đầu niên của thế kỷ cho đến ngày hôm nay trước khi ấn lệnh lập đời Thánh Đức để lo cho các con trong đại đồng Nam Châu bốn biển từ mạt hạ đầu thế kỷ cho. Đến ngày nay đã đưa các vị con cha con mẹ có trách nhiệm sứ mạng xuống trần thế để hoàng hóa chúng sinh. Ngày hôm nay, đúng ngày giờ luật định lập đời Thánh Đức trong kỳ ba thì các vị phải có trách nhiệm theo luật của tam giáo tòa mà chấp hành nghiêm chỉnh để lo nhiệm vụ ngày nay cho được hoàn thành. Nếu các vị đã được giao nhiệm vụ mà không hoàn thành trách nhiệm của mình, lại còn phân hóa, chia rẽ thì sẽ bị xử phạt theo luật của tao giáo tòa. Tất cả đều phải lãnh lệnh của tam giáo tòa. Này đã đến giờ, đến lúc, đến nơi, đến việc của cha của mẹ lập đời thánh đức. Phải giáo giết làm nhiệm vụ, giáo giết hoàn thành mọi mặt của mình. Kêu gọi hòa đồng toàn cõi đông thượng nguyên. Này đã đến giờ, đến việc, đến nơi, đến lúc, về phần cửu huyền. Cửu huyền chăm họ chỉnh lại cháu con những đứa cháu đứa con được cho xuống trần thế mà chưa biết hồi đầu chưa biết tu tâm dưỡng tính chưa biết làm phúc làm đức nhưng biết ăn ngay ở thẳng không có tội không có phúc thì được ghi vào bộ sổ theo luật của tam giáo tòa phân định những đứa như vậy sẽ cho qua đời thánh đức đời thánh đức có nghĩa là nếu xác phạm hồn phàm mà biết làm phúc làm đức có tâm phật thì được làm dân thánh đức nếu xác phạm hồn phật xác phạm hồn thánh xác phạm hồn tiên xác phàm hồn thần thì sẽ được ngôi vị tùy theo phân định của tam giáo tỏa nếu xác phàm hồn phàm mà không có tâm phật không tội không phúc thì theo luật của tam giáo tỏa ấn định sẽ cho sống đời thánh đức tại những nơi trốn riêng theo quy hoạch do cha ngọc hoàng thượng đế chỉ định còn nếu xác phàm hồn phàm mà tâm phàm không có phúc lại có tội thì tùy theo tội nặng nhẹ ít nhiều để phân xử với tội nặng thì diệt luôn hồn xác với tội nhẹ thì thay hồn đổi xác Vậy cửu huyền trăm họ nghiêm chỉnh chấp hành theo luật của tam giáo tỏa đã công bố đầu niên mậu dần 1998. Về phần Hồng quân Lão Tổ, Hồng quân Lão Tổ nghiêm chỉnh chấp hành theo lệnh của tam giáo tỏa của cha đã ấn chỉ, chiếu theo sắc lệnh đã biết. Hồng quân Lão Tổ phải có trách nhiệm xử án những đứa con sinh dưới trần thế, những đứa giàu có về vật chất tiền bạc, ngày hôm nay đua theo vật chất, danh lợi, không biết hồi đầu, không biết tu tâm dưỡng tính không biết làm phúc làm đức, không biết ăn hiền ở lành, thì hồng quân lão tổ phải cho nó hóa kiếp loài thú nào ra loài thú đó. Đầu niên canh dần, 2010, phải nghiêm chỉnh chấp hành theo luật của tam giáo tòa mà phân định, cho xác nó phải hóa ra loài thú, rồi để trăm họ vạn dân, năm châu bốn biển nhìn thấy xác nó trở lại loài thú như cũ. Phật bà quan âm có trách nhiệm cứu nạn cứu khổ, đi theo sau việc làm của hồng quân lão tổ. Luật này tam giáo tòa ban hành đầu năm Ất Dậu 2005. Tất cả phải nghiêm chỉnh chấp hành theo luật hình sự ngày nay do tam giáo tòa công bố. Về xét tội dưới trần thế, theo luật của tam giáo tòa công bố ngày hôm nay, sẽ kiểm duyệt, kiểm tâm, xét duyên, kiểm tội, kiểm phúc. Trừ còn 20% trở xuống thì được ân xá từ đây cho đến hết niên canh dần, 2010, sau đó được xóa tội và hết nghiệp còn những đứa con bất đạo, bất tín, gây tội thì các cung, các cõi, tất cả đều lãnh lệnh của tam giáo tòa mà xử phạt, cũng như thiên hòa, địa hòa phải nghiêm chỉnh chấp hành luật của tam giáo tòa. Theo bộ luật ngày nay là phải thực hiện biện pháp thiên hòa, địa hỏa để xử phạt tận diệt những nước, những nơi, từng châu cực, từng địa phương, từng sông hà, các cung, các cõi bên ngũ hành tứ xứ, đại soái luôn luôn ra Nam Hải phải nghiêm chỉnh chấp hành theo luật của tam giáo tòa giữ vững ngũ hành trong càng khôn vũ trụ. Kiểm căn, kỳ ép phúc, kiểm tội, xét duyệt, rồi tiến hành tiếp tục. Đầu niên mậu dần, 1998, tam giáo tòa đã ban chiếu theo sắc lệnh xử phạt con trần đã gây ra lắm tội. Các cung, các cõi, nói chung đều phải dựa trên biện pháp thiên binh, thiên tướng để thực hiện theo lệnh của tam giáo tòa đã phân định chiếu chỉ thực hiện gấp rút, giáo diết cho đến niên canh dần 2010. Để hoàn thành nhiệm vụ của niên canh dần nhằm xử phạt trần đời, sẽ cuốn theo tài vật những đứa con bất đạo vô tâm, phải cuốn theo tài vật tất cả, diệt hồn diệt xác. Còn những đứa con có đạo tâm, những đứa con có tu thì để ra tài vật cho sống ăn qua từng ngày để nhìn xem lệnh của cha lập đời thánh đức trong kỳ ba. Cho đủ ăn mà không cho giàu có, xử phạt trần trên hình thức mọi biện pháp đủ biện pháp để xử phạt cho các con trần những đứa con xuống trần gây lắm tội mà không biết hồi đầu không biết người xin để mà làm phúc làm đức không biết đi theo con đường đạo pháp thì phải tận diệt thần dông thần gió tiếp tục nhận lệnh của tam giáo tỏa để thực hiện nghiêm trình việc xử phạt trần đời núi cũng là phép xử phạt trần đời mưa cũng là phép xử phạt trần đời gió cũng là phép xử phạt trần đời sương tuyết đều là phép xuống để xử phạt trần đời cuốn theo tài vật. cửu huyền trăm họ phải theo bộ luật của tam giáo tòa, sắc lệnh và chiếu trì để xử phạt con cháu đã gây ra lắm tội và những linh căn đã xuống trần thế, nhỏ sưng lớn, thấp sưng cao, tả sưng chính, con sưng cha, sưng mẹ, ma quỷ sưng phật. cửu huyền trăm họ phải có trách nhiệm xử con cháu mình, tất cả các cung, các cõi, các vị thiên binh thiên tướng lãnh lệnh của tam giáo tòa phải xử phạt những linh hồn mượn thân mượn xác về để gây ra lắm tội. Phải nghiêm chỉnh chấp hành mà xử tội tùy theo nặng, nhẹ, ít, nhiều. Về phần vua Thủy Tề, vua Thủy Tề phải nghiêm chỉnh chấp hành theo lệnh của tam giáo tòa, theo sắc lệnh tóm thâu tài vật cho tứ hải long vương đóng cửa kho để không cho tôm cá nữa phạt những đứa vô tâm bất đạo bất thiên bất địa tất cả phải nghiêm chỉnh chấp hành theo lệnh của tam giáo tòa. Nếu các cung, các cõi, các tổ, các ngài lãnh sứ mạng có trách nhiệm thực hiện mà không hoàn thành theo luật của tam giáo tòa thì sẽ bị xử phạt thích đáng. Về phần thần nông, thần nông cũng phải nhận lệnh của tam giáo tòa. Bước qua niên canh dần, 2010, thì phải nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện thiên binh, thiên tướng xử phạt tóm thâu tài vật, lúa ngô, cho nó có lúa, có khóm mà không có bông, có bông mà không có hạt để tận diệt. Tóm thâu tải vật để lập đời thánh đức trong ba kỳ, để trở lại thượng nguyên. Vậy nên tất cả thiên binh, thiên tướng, các cung, các cõi nghe lệnh của tam giáo tòa công bố đầu niên mậu dần 1998 để lập đời thánh đức kỳ ba. Tất cả phải nghiêm chỉnh chấp hành xử phạt trần thế trên mọi mặt để nó được cái quyền phép, thấy được lệnh của cha Ngọc Hoàng Thượng Đế luật của tam giáo tòa xử phạt, đổi lại đời thượng nguyên. Cho nên nay đưa ra cơ luật này, xuống lệnh cho tất cả năm châu bốn biển đều phải thực hiện theo luật lệnh của tam giáo tòa. Của cha Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ấn chiếu chỉ theo sắc lệnh, theo bộ luật ngày nay để hành sự. Còn những con mà xuống trần thế mượn tâm chất đạo lành, mượn danh nghĩa để dối lừa chúng sinh thì cũng bị xử phạt, theo luật của tam giáo tòa mà phân định những linh căn các vị lớn nhỏ cũng phải cúi đầu nhận tội, theo luật của tam giáo tòa mà xử phạt. Cho nên bộ luật ngày nay cũng như quy y hợp nhất, tam cõi cộng đồng cho xuống lệnh tất cả đều phải thực hiện theo luật của tam giáo tòa để hợp nhất, dựng ngôi lập đời thánh đức, để an phục nhất vương. Tất cả các cung, các cõi phải hợp nhất các tôn giáo, đảng phái, linh căn để làm nhiệm vụ cho cha cho mẹ, làm nhiệm vụ cho trăm họ vạn dân. Nam Châu bốn biển nhằm dựng ngôi lập đời Thánh Đức, an phục quốc vương. Về phần Bác Hồ, Bác Hồ phải nhận lệnh của Tam Giáo Tòa, chỉ đạo lệnh xử phạt những quân, thần, tổ chức của bên Bác Hồ ở trần thế mà đã gây ra lắm tội với nhân dân, với chúng sinh. Bác Hồ có trách nhiệm xuống lệnh của Tam giáo tòa mà xử phạt để cho Trần Thế thấy được lệnh của Tam giáo tòa, của cha Ngọc Hoàng Thượng Đế để lập đời Thánh Đức ngày hôm nay. Này đã đến giờ, đến việc, đến nơi đến lúc để thực hiện, nghiêm chỉnh làm đúng theo bộ luật cho kịp kỳ theo luật định. Tới đây sẽ xử nhà lầu, xe hơi theo lệnh của tam giáo tỏa đã phân định. Thứ nhất, xử các linh căn đã gây ra tội. Thứ hai, bác hồ xử các tổ chức của bác tại mặt thế. Thứ ba, xử những đứa con tại trần thế đã gây lắm tội từ lâu. Thứ tư, bước qua canh dần, 2010 là phải tóm thâu tài vật mọi mặt của trần thế phải làm giáo giết cho kịp kỳ theo luật định. Bước qua canh dần 2010 là xử phạt những giới linh chủ, xử phạt nam giới người già. Bước qua canh dần xử phạt nữ giới trẻ con, những đứa mà đã gây ra lắm tội. Cho nên trần thế ngày nay phải lãnh nhiều tai ương, nhiều tai họa, đủ hình thức trong nhiều xử phạt, đủ hình thức cái chết, đủ hình thức những cái ốm đau, đủ hình thức những cái khổ Tất cả đủ cái khổ đem lại sự phạt cho những đứa con bất đạo, bất tín, bất trung, bất chính. Tất cả mọi mặt cái khổ trần thế đem lại cho nó để trần thế thấy có luật của tam giáo tỏa. Có quyền uy để trừng phạt nó hay không, để cho nó rõ thông qua luật định của tam giáo tỏa rồi nó đền tội. Bước qua Niên Canh Dần, 2010, sẽ để cho Bạch Hổ ra mặt dẫn thiên binh, thiên tướng đi kiểm hồn và xử tội. Bạch hổ sẽ xé hồn, xé xác mà ăn các con dưới trần thế. Bạch hổ sẽ nói các con vì quá ngu không chịu tu thân nên nó xé hồn, xé xác để ăn. Đại nạn sẽ tới vào niên canh dần 2010. đủ cách chết, đủ cách đau, đủ cách bệnh. Tới đây các con sẽ thấy các thầy thuốc bị bệnh, bác sĩ bị bệnh chết thì lấy ai lo cho các con trần thế? Các con sẽ thấy sắp tới tiền vàng có cứu được cái mạng sống của các con hay không? rồi sẽ xử nhà lầu xe hơi. Các con coi nhà lầu quá cao, kín và cứng chắc quá, cho nên không xử được. Vì đã tạo hóa ra núi non sông biển, tạo hóa ra tất cả, tạo ra loài người từ hàng hà xa số Pháp, nên cũng dễ dàng xử được các con trần thế gây ra tội. Tới đây thiên hòa, địa hỏa sẽ xử nhà lầu răm ba tầng, răm mười tầng, dù cao bao nhiêu tầng đi nữa cũng vẫn cho cháy được. Xe hơi cũng sẽ xử cho nó không còn chạy được rồi các con sẽ thấy xe hơi cũng phải đền tội, cũng theo luật định hàng hà xa số pháp xử các con dưới trần thế. Tới đây, năm châu bốn biển vũ trụ hoàn cầu sẽ lãnh một cái nạn tai là đại nạn cực kỳ. Cũng như vào tháng 10 năm kỳ sửu 2009, có một cái nạn tai mới ba phần, thì qua niên canh dần, 2010, cái nạn tại kiếp sẽ là bảy phần. Nếu như ở cái nạn tai đầu các con còn tới thăm hỏi bà con xa gần thì ở cái nạn sau trời sẽ xử phạt một lần cho các con thấy. Khỏi còn đâu nữa mà hỏi thăm bà con xa gần. Qua niên canh dần, 2010, sẽ thấy rõ, tới đây tai biến đủ mọi mặt, đủ hình thức cho những người lỗi lầm, có tội để đổi thay cuộc đời thánh đức trở lại. Phép xử người thường là xử tử hồn, bị nhứt đầu, chóng mặt rồi chết. Người trần thế coi là bai biến não, nếu đúng hồn, đúng tội, đúng giờ thì việc xử chỉ thể hiện ở chỗ triệu triệu người đi đến một nơi nhất định là một việc nhất định để mà lãnh án. Có khi lại bị đau ốm, bệnh hoạn vài ba tháng hay hơn nữa, rồi bỏ xác. Đó cũng như mặt thế bỏ tù người tội nặng để chờ ngày ra tử hình. Vì người trần không biết coi là đau chỗ này, bệnh chỗ kia. Những người trần chết mà không ngờ là trong cái ngũ tạng của họ đã bị xử, bị diệt bằng quyền phép họ không rõ luật định của cha mẹ bề trên đã lệnh cho các cung, các cõi xử những đứa con đã gây ra lắm tội tại trần thế. Ngày hôm nay các hàng Phật, Tiên, Thánh, Thần đã xuống trần thế hết, không còn ai ở trên thiên đỉnh, đã đóng cửa thiên môn, để lập đời Thánh Đức trong thời kỳ ba, khi cho những đứa con xuống trần thế chỉ là cái hồn, rồi hồn được xác phạm, sau đó các con quên mình là ai, nhưng sẽ đến ngày giờ từ từ chuyển hóa cho các con biết Phật tiên, thánh, thần. Chưa tới giờ luật định thì người trần chưa biết được mình là ai. Cần nhớ là đến niên canh dần, 2010, sẽ dùng một cái đại nạn để xử các con lắm tội, rồi phải bị sơn bằng thủy kiệt, không còn nước thì làm sao người trần sống được. Những đứa con có tấm lòng tâm đạo thì không sợ gì cả. Cha mẹ bể trên có đầy đủ quyền phép để bảo vệ những đứa con trần như vậy tới đây sẽ làm giáo giết tóm thâu tài vật để xử phạt trần đời. Không còn gì để tạo những điều kiện vật chất như trước nữa. Hết cả các cách trao qua đổi lại và tiền vàng hết giá trị. Bước qua Tân Mão, 2010, thì mọi người phải đi ra đồng để kiếm rau, kiếm tất cả những gì tạo hóa của cha mẹ cho các con mình. Rau cỏ mọc tiếp cho các con ăn đỡ dạ. Cho nên mỗi người phải lo hồi tâm kiếp, lo cho cái tâm chất, đạo lành để cha mẹ phù điểm xuống các con phải chuẩn bị tâm đức để chấp nhận điều kiện khó khăn. Giả dụ trước đây mỗi ngày ăn 3-4 chén cơn một bữa thì nên giảm dần lại còn 1-2 chén một bữa. Bước qua Tân Mão, 2011, có thể không có gì để ăn đôi ba ngày. Phật điểm Tân Mão, 2011, có thể không có gì để ăn đôi ba ngày. Phật điểm cho các con trần cũng vẫn no được. Vì vậy, trước giờ lập đời Thánh Đức thì cha mẹ phải có đầy đủ quyền phép xử phạt những đứa con có tội đủ quyền phép để bảo vệ những đứa con có lòng tâm đạo theo cha theo mẹ bề trên để an hưởng đời thánh đức. Cha mẹ đầy đủ trên quyền phép, các cung, các cõi đầy đủ trên những quyền phép để độ an cho những đứa con có tâm đạo đến đây hưởng đời thánh đức. Luật định của Tam giáo tỏa của cha Ngọc Hoàng Thượng Đế lập đời thánh đức ngày hôm nay được đem ra thực hiện không xê dịch một phân, một ly, trong đó có ân xá cho những đứa con có lòng, có tâm đạo đã biết ăn năn hối cải cải tà quy chính, nếu còn 20% tội trở xuống thì sẽ được ân xá trong kỳ ba này. Ân xá còn ở chỗ, các linh căn, linh hồn những đứa con tiền kiếp xa xưa mà đã gây lắm tội thì cũng cho xuống thế mượn xác để lập công bồi đức. Cha mẹ đã tạo hóa cho những đứa con trần ngày hôm nay, các con là dòng máu Âu cơ, cũng là một linh hồn của cha của mẹ tạo ra, còn cha mẹ dương thế đâu có tạo ra được linh hồn cho các con. Các con biết khôn biết dạy, biết ăn biết nói biết đi biết đứng biết quỳ biết lạy biết no biết đói chẳng qua là nhờ cha mẹ bề trên tạo đã tạo hóa cùng nhau để xuống mượn xác thế lập công bồi đức các con lại chỉ lo làm giàu cho bản thân mà không nghĩ đến sự đói khổ của người khác tới đây sẽ tóm thâu tài vật ở dưới mặt thế để không còn gì làm ăn với nhau sẽ xóa hết vay trả trả vay rồi sẽ tới lúc đầy đủ mọi quyền phép để xử phạt những đứa con trần thế, đổi lại đời thánh đức, đổi tất cả, đổi sông, đổi biển, đổi cỏ, đổi cây, và đổi con người. Con người trước đây hầu hết là không biết tu, rồi sẽ diễn ra sự tiến hóa trở lại thời nay để các con biết tu. Sẽ đến một ngày mà tất cả tam giáo tòa uy nghiêm hợp nhất, tam cõi cộng đồng, niết bàn tại thế, long hoa hội lập tại thế. Khi đó cha mẹ và các con hàng Phật, tiên, thánh ở tại thế để mà lập đời thánh đức, cho nên không còn phải đi đâu nữa. Trời Phật hôm nay đã xuống thế hết, tam Cõi sẽ hợp nhất thành một cộng đồng. Khi có sự hợp nhất thì sẽ xuất hiện năm thế giới, Phật xác phàm, tiên xác phàm, thánh xác phàm, thần xác phàm, nhân thánh đức xác phàm và hồng phàm tâm Phật. Đó là năm thế giới sống chung với nhau ở cõi trần rồi sống trong đời thánh đức kéo dài bảy chục ngàn năm kiếp người cho nên mới có luật định của tam giáo tòa để phân định để lập đời thánh đức luật định tạo hóa tiền kiếp con người từ thiên cổ cho đến nay luật định sống trong đời thánh đức là như vậy nam mô a di đà phật nguyện cầu nhân loại đồng tu đạo lành tỏa sáng trăng thu giữa trời nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng con và chúng sanh đến tế thành phật đạo